Chào mừng bạn đến công ty Duy Anh Web. Bạn đang có nhu cầu làm website mới, hay bạn đang có nhu cầu quảng cáo ad, hay bạn đang có nhu cầu về tên miền hosting, hay bạn có bất cứ nhu cầu khác về truyền thông. Duy Anh Web với hơn 15 năm kinh nghiệm thiết kế website, truyền thông quảng cáo cho hàng triệu khách khác nhau trên khắp mọi miền tổ quốc đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Hùng hậu thân thiện, nhiệt tình, văn phòng rộng khắp 3 miền, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn với phương châm khách hàng là bạn, bình đẳng, tôn trọng, cùng nhau phát triển. Duy Anh Web xin cảm ơn. Chào mừng các bạn đã trở lại với Duy Anh Web. Tại đây chúng tôi có một kho kiến thức là nơi các bạn có thể tìm hiểu và tham khảo được rất nhiều kiến thức liên quan đến website để nâng cao kiến thức của cá nhân của bạn. Hôm nay Duy Anh Web sẽ cùng các bạn tìm hiểu về sử dụng các công cụ trực tuyến để phân tích và đánh giá các hoạt động của trang web của bạn. Cùng với sự phát triển của công nghệ, trang web đã trở thành một trong những phương tiện quảng bá sản phẩm và dịch vụ hiệu quả nhất. Tuy nhiên, để đạt được thành công trên mạng, không chỉ đơn giản là tạo ra một trang web và đưa nó lên mạng để thu hút khách hàng. Bạn cần phải cải thiện trang web của mình để nó có khả năng thu hút và giữ chân khách hàng. Điều này có thể được đạt được thông qua việc sử dụng các công cụ trực tuyến để phân tích và đánh giá các hoạt động của trang web của bạn. Để bắt đầu, việc đánh giá hiệu quả của trang web có thể được thực hiện thông qua các công cụ như Google Analytics. Đây là một công cụ phân tích miễn phí được cung cấp bởi Google, giúp bạn theo dõi lưu lượng truy cập và các thông tin về khách hàng trên trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng Google Analytics để đo lường các chỉ số như số lần truy cập trang web, thời gian trung bình khách hàng ở lại trên trang web, tỷ lệ thoát trang và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, các công cụ như Semrush cũng cung cấp cho bạn các báo cáo về từ khóa, liên kết và cả đối thủ cạnh tranh của bạn. Điều này giúp bạn đánh giá được vị trí của trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm và cải thiện việc quảng bá trang web của bạn. Ngoài ra, công cụ như Ahrefs cũng cung cấp các báo cáo về liên kết đến trang web của bạn. Điều này giúp bạn đánh giá được chất lượng và số lượng liên kết đến trang web của bạn, giúp tăng khả năng tìm thấy trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Bên cạnh các công cụ phân tích trên, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ kiểm tra trang web để đảm bảo rằng trang web của bạn luôn hoạt động tốt và không gặp các vấn đề kỹ thuật. Ví dụ như Google Search Console cung cấp thông tin về sự tồn tại của các lỗi trên trang web của bạn, đồng thời cung cấp các giải pháp để khắc phục chúng. Cuối cùng, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ đo lường tốc độ trang web để đảm bảo rằng trang web của bạn có tốc độ tải trang nhanh và không gây khó chịu cho người dùng. Các công cụ như PageSpeed Insights của Google cung cấp các đề xuất để tối ưu hóa tốc độ trang web của bạn. Khi sử dụng các công cụ này, bạn sẽ nhận được rất nhiều thông tin về trang web của bạn. Tuy nhiên, không đơn giản là có được các số liệu và báo cáo. Bạn cần hiểu và phân tích các thông tin này để có thể cải thiện hiệu quả của trang web của bạn để phân tích và đánh giá các hoạt động của trang web của bạn bạn cần lưu ý đến các yếu tố sau tỷ lệ thoát trang đây là tỷ lệ khách hàng rời khỏi trang web của bạn mà không thực hiện bất kỳ hành động nào trên trang web của bạn nếu tỷ lệ thoát trang của bạn cao đó là dấu hiệu cho thấy trang web của bạn cần cải thiện thời gian ở lại trung bình đây là thời gian trung bình mà một khách hàng ở lại trên trang web của bạn nếu thời gian ở lại trung bình của bạn thấp bạn cần phải xem xét để cải thiện trang web của bạn để giữ chân khách hàng của mình tỷ lệ chuyển đổi đây là tỷ lệ khách hàng thực hiện hành động mà bạn mong muốn trên trang web của bạn ví dụ như mua sản phẩm đăng ký tải xuống v v nếu tỷ lệ chuyển đổi của bạn thấp bạn cần cải thiện trang web của bạn để tăng khả năng chuyển đổi của khách hàng các từ khóa nếu bạn sử dụng các công cụ phân tích từ khóa bạn có thể tìm hiểu xem khách hàng của bạn tìm kiếm gì trên mạng điều này giúp bạn cải thiện các từ khóa của bạn để tăng khả năng tìm kiếm và thu hút khách hàng liên kết nếu bạn sử dụng các công cụ phân tích liên kết, bạn có thể tìm hiểu xem có bao nhiêu liên kết đến trang web của bạn và chất lượng của chúng. Điều này giúp bạn cải thiện sự hiện diện của trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm. Trên đây là những thông tin quan trọng để phân tích và đánh giá hoạt động của trang web của bạn. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng việc cải thiện trang web của bạn là một quá trình liên tục và không bao giờ kết thúc. Có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của trang web của bạn, từ nội dung, thiết kế, tốc độ tải trang trải nghiệm người dùng và nhiều hơn nữa. Do đó, việc sử dụng các công cụ trực tuyến để phân tích và đánh giá hoạt động của trang web của bạn chỉ là một bước đầu tiên. Bạn cần thường xuyên theo dõi các số liệu và báo cáo, phân tích chúng và cải thiện trang web của mình dựa trên các kết quả này. Điều này giúp bạn cải thiện hiệu quả của trang web của mình, thu hút và giữ chân khách hàng của mình và đạt được thành công trên mạng. Trên đây là bài viết tham khảo về sử dụng các công cụ trực tuyến để phân tích và đánh giá các hoạt động của trang web của bạn. Do Duy Anh Web đã tìm hiểu và thu thập lại, mời các bạn hãy cùng nhau tham khảo để bổ sung thêm kiến thức về website. Ngoài ra các bạn có học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ sung đã được đăng lên mục chia sẻ kiến thức tại website duyanhweb.com.vn. Các bạn hãy cùng Duy Anh Web chia sẻ tới tất cả mọi người để cùng nhau phát triển trong tương lai. Duy Anh Web xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần kiến thức mới tiếp theo. Tiện đây bạn nào đang có dự định thiết kế cho mình một website mà chưa có sự lựa chọn hãy đến với duy anh web com vn hoặc gọi đến số hotline 0925 099 999 hoặc nhắn tin qua zalo 0925 099 999 để được tư vấn tham khảo những mẫu website đẹp và chất lượng nhé duy anh web cam kết sẽ giúp bạn sở hữu một website đẹp chất lượng cực tốt so với các công ty khác duy anh web hân hạnh được cùng bạn phát triển trong tương lai duy anh web xin trân trọng cảm ơn Tiện đây các bạn ai có nhu cầu thiết kế website đẹp chất lượng có thể tham khảo tại duyanhweb.com.vn. Công ty Duy Anh Web có quy trình làm việc nhanh gọn gồm 3 bước đã được chúng tôi đang cố định trên website duyanhweb.com.vn. Để giúp cho khách hàng có thể nắm rõ quy trình và quá trình thiết kế website, các mẫu thiết kế website mà các bạn có thể tham khảo tại mục kho giao điện. Ở đây chúng tôi có đa dạng mẫu theo từng lĩnh vực và nhu cầu của khách hàng. Những mẫu thiết kế này đều rất đẹp và bắt mắt người xem. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm những dự án website đẹp mà công ty Duy Anh Web mới bàn giao lại cho khách. Những website này nhìn thôi cũng đã thấy đẹp và chất lượng như thế nào rồi. Giờ các bạn còn trần chưa gì mà không nhanh tay cầm chiếc điện thoại của mình lên và gọi liền đến số hotline 0925 099 999 hoặc nhắn tin đến Zalo 0925 099 999 để được nhân viên công ty Duy Anh Web tư vấn hỗ trợ thiết kế website đẹp chất lượng để nâng cao chất lượng uy tín doanh thu của bạn thêm một tầng cao mới duy anh web hân hạnh được đồng hành và phát triển cùng các bạn trong tương lai xin trân trọng cảm ơn